Xin chào mọi người, mình là Khánh, mình chuyên giới thiệu và chia sẻ về những sản phẩm gốm sứ cao cấp của Bát Tràng để giúp các bạn có thể hiểu rõ về sản phẩm. Thay vì nhìn qua hình ảnh thì các bạn có thể xem video trực tiếp về sản phẩm mà các bạn đang quan tâm để có thể hiểu rõ nhất. Hôm nay thì mình sẽ làm một cái video để giới thiệu chi tiết đến các bạn một chiếc bình tỏi công danh phú quý cao 45 với họa tiết ở trên sản phẩm được đắp nổi kênh bông nhé. Khác với những sản phẩm điêu khắc nổi 3D thì đối với những sản phẩm đắp nổi kênh bông nó chính là những phần họa tiết sẽ được làm bong hẳn lên, nổi hẳn lên, nghĩa là làm ra khỏi bề ngoài của cái sản phẩm. Đấy, như các bạn nhìn thấy đây gọi là bong này, những cái đuôi này họ sẽ làm nặn bằng tay xong họ sẽ đắp vào, đây gọi là đắp nổi kênh bong. Hay là những cái bông hoa này cũng được nặn thành những cái cánh hoa và được đắp rô ra bên ngoài bề mặt của sản phẩm rất là cao. Đây. Mình sẽ quay một vòng đầu tiên để cho các bạn nhìn rõ về sản phẩm. Mình sẽ quay một vòng. Ở phần vai bình thì có hình ảnh một cái bông hoa mẫu đơn được đắp nổi ra khỏi bề ngoài bề mặt của sản phẩm này khoảng tầm 5 cm nhé, 5 cm, làm hoàn toàn bằng cốt là bằng đất và nặn bằng tay rất là tinh xảo. Hình ảnh chim công với cái đuôi cũng được đắp bằng tay, gợi từng chi tiết nhỏ ở cái cánh đuôi để tạo cái độ sóng và cái độ chân thật. Cái nếp làm bằng tay hoàn toàn, các bạn đã nhìn thấy làm bằng tay hoàn toàn. Một cặp chim công nó quay mặt vào nhau. Hoa đào thì được thiết kế ở phần cổ bình. Hoa đào cũng được đắp kênh bông hoa đào nhé. Đây là hoa mẫu đơn. Hoa mẫu đơn thì các bạn có thể nhìn thấy cái hoa mẫu đơn này được gọi là 3D. Điêu khắc 3D là cái mẫu hoa mẫu đơn này là nó sẽ chỉ nổi lên một ít thôi, chứ nó không phải bong hẳn lên những cái bông hoa mẫu đơn này. Đây là kênh bong này, đây là 3D này, điêu khắc 3D này. Toàn bộ họa tiết mà các bạn nhìn thấy đều được làm thủ công bằng tay 100%. Và cái xuất xứ của cái sản phẩm này là được làm tại làng nghề Bát Tràng Việt Nam. Bát Tràng Việt Nam nhé, làng nghề gốm nó có lịch sử rất là lâu đời rồi. Nhắc đến gốm sứ các bạn sẽ nghĩ đến Bát Tràng. Công nghệ của họ rất là tốt. Cái màu sắc của cái sản phẩm này các bạn sử dụng chơi là trọn đời vĩnh cửu với thời gian, không bao giờ sợ bị thời sẽ bị phai mờ hay là xuống màu cái họa tiết. Nên là toàn bộ họa tiết mà các bạn đang nhìn thấy đây sẽ được giữ mãi cái màu sắc như này cho đến mãi mãi, không bao giờ sợ bị xuống màu. Đầu tiên thì mình sẽ giới thiệu qua về cách làm sản phẩm này. Đầu tiên sẽ phải tạo khuôn bình hình cái tỏi. Sau đó những cái bông hoa này nặn bằng tay, những cái cánh hoa này chắp vào nhau từ lúc vẫn còn là đất ấy. Nụ hoa cũng chắp bằng đất này, những cánh hoa đào cũng được nặn bằng tay ở bên ngoài sau đó gắn vào thân mình. Cái đuôi công cũng vậy, được nặn bằng tay hoàn toàn hết, sau đó sẽ gắn vào đây. Đấy, sẽ gắn vào. Và sau đó sẽ phun men và nung ở nhiệt độ 1250 độ C để tạo ra một cái sản phẩm như các bạn đang quan sát thì đây. Ngày thì chúng ta bày cạnh hai ba thần tài thì tuyệt đẹp, tuyệt vời. Bày cạnh hay làm hai cái đôn để hai bên ban thần tài to thì rất là đẹp. Tết chúng ta sẽ cắm đào, cắm những cái cánh hoa to cao thì nó sẽ tỏa sang hai bên. Cái này chúng ta có thể bày tại phòng khách. Ở trong phong thủy thì đây là một cái sản phẩm chiêu tài tích lộc với cái miệng loe, cổ nhỏ, bụng phình sẽ hút tất cả các tài lộc tích ở trong đây, mang đến may mắn cho chủ nhân sở hữu. Đấy là cái ý nghĩa của mình phong thủy, mình hút tài lộc. Và kích thước của sản phẩm này như mình vừa nói xong thì cái chiều cao của nó là 45, mình sẽ đo về đường kính bụng. Đường kính bụng của sản phẩm là 30, đường kính miệng 19, bụng 30, miệng 19. Các bạn nếu mà muốn mua sản phẩm này thì các bạn chụp hình lại cái ảnh gửi qua Zalo, qua số điện thoại đang được đặt bên trên video để được tư vấn chi tiết về cái mẫu sản phẩm này, hoặc là gửi thêm rất nhiều mẫu khác. Đây chỉ là một trong số rất nhiều mẫu bình phong thủy đang được phân phối bởi thương hiệu gốm sứ Bát Tràng Bifor. Giá của sản phẩm này thì mình sẽ để ở cái mục mô tả của video. Các bạn chỉ cần bấm vào cái tiêu đề của video
là sẽ ra được cái mục mô tả, sẽ có thông tin chi tiết cửa hàng bày bán những cái sản phẩm này tại Hà Nội và giá kích thước của sản phẩm chi tiết hết, mình sẽ để ở mục mô tả của video nhé. Các bạn rất nhiều người sẽ thắc mắc là tại sao không cho thẳng cái giá lên trên video này luôn, bởi vì cái video này thì mình sẽ làm, sẽ để ở trên YouTube này là rất là lâu, rất qua rất là nhiều năm, thì những cái sản phẩm này cái giá nó sẽ có thể tăng lên theo tùy đợt, ví dụ như là công thợ, bởi vì làm hoàn toàn bằng tay hết, công thợ lên hoặc là nguyên vật liệu hay là ga lên thì cái giá nó sẽ cũng sẽ phải đội lên. Vì vậy nếu như mình báo ở trong cái video này thì nó sẽ không sửa được. Các bạn có thể lâu thời gian các bạn xem nhưng mà cái giá như vậy, nhưng mà có thể cái giá nó sẽ tăng lên theo cái giá trị của sản phẩm, nên là các bạn thông cảm, các bạn bấm vào cái mục tiêu đề là sẽ hiện ra cái mô tả của video, mô tả của sản phẩm, giá và chi tiết. Rồi, ok, hôm nay mình đã giới thiệu đến các bạn một cái sản phẩm, chính là một chiếc tỏi công thành danh toại, công danh phú quý, đắp họa tiết được đắp nổi canh băng. Nếu các bạn mà thấy video này của mình hay và ý nghĩa thì hãy tặng cho mình một like và đăng ký kênh của mình. Cảm ơn các bạn đã xem hết video này. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.